Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà chúng ta hướng dẫn cho anh em cách chúng ta có thể điều chỉnh cái loa loa trong này. Đấy. Đầu tiên là anh em mở lắp pin ra nhé, sau đó là anh em tháo bỏ pin này ra này. Đấy. Mà anh em muốn điều chỉnh cái loa này thì anh em không cần phải tháo hết máy đâu, không cần phải tháo cái dọc bên này đâu. Anh em chỉ cần tháo cái dọc bên này thôi nhé. Dọc bên này thì anh em sẽ tháo 1, 2, 3, 4, 4 con ốc ở đây. Bốn cái ốc đây thì đằng sau mặt sau rồi này, đấy nó có bốn cái hàng ốc này, anh em tháo bốn cái hàng ốc này ra. Đúng. Tiếp theo này anh em sẽ tháo ba con ốc ở đây nhé, 1, 2, 3 con ốc đây, đấy tháo ba con ốc này ra, rồi anh em kéo khay sim ra, kéo khay sim ra, tháo một con ốc của khay sim này, này tháo con ốc của khay sim như này. Đấy, tháo nó một khay sim này. Sau đó anh em nhấc cái khung này ra. Đây, sau khi chúng ta tháo được cái dọc này thì chúng ta tháo ba con ốc này, một con ốc, hai con ốc, ba con ốc ở đây. 1 2 3. Tháo 1 2 3 4 ốc đây. Đấy, chúng ta tháo ốc bên sườn này ra. Rồi. Khi tháo con ốc bên sườn này ra, chúng ta không cần tháo bên này nhé, chỉ tháo bên này thì ở đây nó sẽ lộ ra một con ốc đấy, ở vị trí này đấy, nó sẽ lộ là con ốc. Đây chính là con ốc căn chỉnh ốc căn chỉnh loa này. Cơ cấu của cái loa này thì chúng ta nhấc ra chúng ta có thể thấy được cơ cấu của loa này, và chúng ta chỉ cần chỉnh cái không cần tháo hẳn loa này ra đâu. Chúng ta chỉ cần chỉnh lại cái con ốc này, chúng ta có thể vặn chặt nó vào hoặc là nới lỏng nó ra là xong, để cho chúng ta cảm thấy nó phù hợp, để cho ấn cái nút này nó được nhạy, được phù hợp là xong. Làm sao mà ấn cái nút này nó nhạy phù hợp là xong, và cái mấu chốt nó nằm ở con ốc này.